Thưa quý vị các bạn, hội thi ấp khu phố văn hóa sáng xanh sạch đẹp được huyện Vĩnh Cửu triển khai trong 2 năm qua. Từ hội thi này, nhiều tuyến đường kiểu mẫu đã hình thành và từ đó, người dân trong huyện đã hưởng ứng và làm theo. Nhiều con đường với các cảnh quan sạch đẹp tươi mới tại Vĩnh Cửu đã được hình thành theo cách này. Ghi nhận của Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Cửu. Đây là con đường vào tổ 4, ấp 4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Suốt chiều dài 2 km của con đường đều được bao bọc bởi hoa và cây xanh dọc ven đường, tạo nên một khung cảnh nên thơ khác hoàn toàn so với con đường trước kia khi chưa được xây dựng theo phong trào ấp khu phố văn hóa sáng xanh sạch đẹp. Sau khi mà thực hiện cái phong trào mà sáng xanh sạch đẹp của huyện ấy thì tôi thấy là những cái con đường này bây giờ cảm thấy nó khang trang, sạch đẹp, bây giờ bà con nhân dân rất là phấn khởi trong cái việc đi lại, thế là vẫn đêm ấy thì có điện sáng để đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Từ ngày có hai con đường bây giờ thì là cái tệ nạn như là trộm cắp các thứ này khác, mất an toàn trong địa bàn khu phố thì nó không còn có xảy ra cái tình trạng nào nữa. Có thể nói, hội thi ấp khu phố văn hóa sáng xanh sạch đẹp đã huy động sức người, cả tinh thần trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp, phát huy tính chủ động sáng tạo của ban vận động các ấp khu phố trong việc thực hiện phong trào tại địa phương. Sau khi mà con đường đã hoàn thiện thì đa số được bà con là hưởng ứng, đặc biệt là bà con hai bên đường đã cùng phối hợp với cục ban khu phố, đặc biệt là bên chi hội cựu chiến binh chăm sóc vào mùa khô cũng như là tưới hoặc là đảm bảo cây cỏ xung quanh làm tô đẹp thêm cái đoạn đường này. Chi bộ khu phố đã tổ chức họp và tuyên truyền tới người dân về cái thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân về việc thực hiện cái sáng xanh sạch đẹp. Nhân dân đã tổ chức trồng cây xanh trên dọc tuyến đường, làm đèn đường, làm cổng chào, lắp hệ thống camera để đảm bảo cái an ninh trật tự. Đây là một cái mà trong cái thực hiện cái lối sống xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của khu phố chúng tôi. Chúng tôi đã triển khai tới từng người dân. Người dân có đất trên mặt đường của hộ nào thì hộ đó là tự giác chăm sóc, đặc biệt là các cái đoàn thể như cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã tham gia rất tích cực trong cái công tác này. Qua 2 năm triển khai phong trào đã có tất cả 118 tuyến đường, 60 trên 65 ấp khu phố trên toàn huyện đăng ký dự thi. Do đó đã làm thay đổi về diện mạo nhiều tuyến đường khu phố. Việc xây dựng ấp khu phố sáng, xanh, sạch đẹp đã nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan nông thôn, khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại các địa phương trên địa bàn huyện.